Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long phổ biến là ít mây, đêm không mưa, trưa ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18 độ và cao nhất cũng chỉ ở ngưỡng 28 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Dự báo thời tiết cũng khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, đêm không mưa, trưa ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 26 độ. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc tiếp tục quá trình suy yếu và di chuyển về phía đông. Vì thế, về đêm và sáng ở khu vực Bắc Bộ, trời sẽ nhiều mây hơn, sương mù và sương mù nhẹ cũng gia tăng, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp. Nhiệt độ trong đêm nay sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 19 cho đến 22 độ. Riêng tại khu vực vùng núi thì có nơi thấp hơn, Dự báo trạng thái nhiều mây và sương mù sẽ vẫn duy trì trong đầu giờ sáng. Sau đó thì mây sẽ giảm dần, trời chuyển nắng. Nhiệt độ ngày mai sẽ dao động ở mức là từ 27 cho đến 30 độ. Còn đối với khu vực miền Trung, thời tiết trong đêm nay và ngày mai phổ biến là ít mưa. Ở khu vực Bắc Trung Bộ thì đêm và sáng trời lạnh với ngưỡng nhiệt chỉ ở khoảng 19 cho đến 22 độ. Các khu vực còn lại thì trời mát mẻ với mức nhiệt đêm dao động ở ngưỡng là từ 22 cho đến 25 độ. Còn vào ban ngày thì trời có nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trên các khu vực. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ phổ biến là từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại các tỉnh thành, từ Đà Nẵng trở xuống cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng là từ 29 cho đến 32 độ. Lui xuống các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam, ở Tây Nguyên trong đêm nay hầu như là không có mưa, ngày mai thì trời nắng ráo, nhiệt độ ban ngày sẽ giao động trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ, có nơi thì cao hơn. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, trong đêm nay và chiều tối ngày mai thì cũng chỉ có mưa ở một vài nơi, tập trung chính ở khu vực miền Tây nhưng mưa không nhiều và trong thời đoạn ngắn. Ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều sẽ giao động trong ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ, có nơi thì cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, trên biển trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ phổ biến là có mưa vài nơi, có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng tại phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc cấp 5. Riêng tại khu vực phía Tây và ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau sẽ có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trên khu vực Nam Biển Đông thì có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông thì cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.